mình đây, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một món ăn mới để kết hợp cùng với cá ngừ đóng hộp đông luôn nhá. Chính là món rất là tốt cho các chị em phụ nữ, đó chính là món salad cá ngừ. Và để làm được món ăn này thì mình đã chuẩn bị nguyên liệu là dưa chuột, cà rốt này, bắp cải, tất cả thì đều thái nhỏ ra như thế này. Ngoài ra là ớt này, chanh này, rau này, rau thơm mà, rau bạc hà, rất nhiều các nguyên liệu. Nhưng mọi người có biết là còn thiếu nguyên liệu gì không? Cá ngừ đâu rồi nhỉ? Đến rồi, đây chị ngồi. Và ngày hôm nay thì không chỉ có một mình xuất hiện trong video này đâu, mà mình còn có một vị khách mời nữa là chị quản lý cơ về. Chào mọi người, mình tên là Hà Linh và hôm nay mình sẽ cùng với Hương để nấu món đó. Có gì? Salad cá ngừ. Rất là tốt cho chị em, và đặc biệt là ai đang giảm cân đúng không? Chính là mình. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu ngay món này nhá. Đầu tiên thì để làm món này thì mình sẽ cho các nguyên liệu rau vào trước nhá. Thì ở đây em đã chuẩn bị là dưa chuột này. Chị có thích ăn dưa chuột không? Vậy thì em sẽ cho nhiều một chút nhá. Cho hết luôn. Tiếp theo là cà rốt. Theo là bắp cải. Chị Linh có biết trong cà rốt có vitamin gì không? Các chị biết thì có vitamin A, giảm mắt, beta carotene. Beta carotene này là gì chị không rõ lắm. Nhưng chị biết là có beta carotene. Mình sẽ trộn đều các cái nguyên liệu này lên. Nếu nhiều quá vừa lấy bị ngậm chữ L và chữ N đấy. Mọi người lại tưởng mình ngấn ngậm, không phải mình ngấn ngậm đâu mọi người. Lưu lưỡi. Tiếp theo là sẽ sử dụng đến hộp cá ngừ. Chị có thể giúp em mở không? Rất dễ mở đấy mọi người. Nhắc mở rất là dễ. Đó, cần dụng cụ để mở. Yeah. Ok. Mọi người sẽ rất nhiều salad mà có các loại sốt khác nhau ấy. Ví dụ như là mọi thích mayonnaise, mọi người có thể bỏ mayonnaise hoặc là sốt kiwi. Ví dụ tớ rất ăn sốt hoa quả ấy. Ngày hôm nay thì tớ sẽ hoàn toàn làm mọi người thưởng thức cái vị cá ngừ nguyên chất đóng hộp của đông luôn. Không giỏi để ăn lắm đâu. Chính vì thế hôm nay chị đến đây để thưởng thức món mình làm không? Lại đi rồi. Chính vì thế ngày hôm nay chị đến đây để thưởng thức món mình nấu. Chị Linh không nấu ăn được nhưng mà thưởng thức thì rất giỏi đúng không? Nhưng mà mình nghĩ là với cái món salad đơn giản như thế này thì kể cả các bạn không giỏi nấu ăn lắm có thể nấu được, có thể làm được, rất là nhanh gọn, dễ dàng. Đặc biệt là chị em phụ nữ rất thích. Bây giờ thì em sẽ giúp chị phần trang trí. Wow, chị có thấy mình có nhiều không? Em không nghĩ là chỉ món cá ngừ này mà mọi người có thể kết hợp với nhiều món ăn như này đâu. Bình thường chị Linh ở nhà chị có hay ăn cá ngừ không? Chị hay trộn với cả cơm và mayonnaise. Món cá ngừ sốt mayonnaise mà mình cũng có sử dụng cái nguyên liệu đấy trong cái món ăn trước. Bây giờ mình sẽ tìm một phần đẹp nha. Mình sẽ trang trí những cái gì? Đầu tiên là rau quả hẹ. Vậy là ngày hôm nay thì cùng với sự xuất hiện của chị Linh thì mình đã hoàn thành món ăn, và chắc chắn là các chị em phụ nữ sẽ rất thích là món salad cá ngừ cùng với cả là cà rốt này và bắp cải cùng với cả dưa chuột nữa. Và mình đã hoàn thành món ăn này rồi đó. Bây giờ thì cùng với vị khách mời, mình phải cho vị khách mời thưởng thức xem là món ăn của mình như thế nào. Thế nào chị? Rất là ngon. Đặc biệt là mặc dù là dầu, nhìn nó có dầu cá như thế này, nhưng mà đặc biệt là cái dầu cá này nó không bị, mình ăn vào không bị béo lên chị, tức là không làm tăng cân. Rồi, nên là các bạn có thể ăn nhiều. Vậy là mình đã hoàn thành xong món salad cá ngừ. Và ngày hôm nay cùng với lại sự xuất hiện của chị Linh nữa, chị đã kiểm chứng rồi là món ăn này rất ngon. Vì vậy mọi người đừng quên là làm thử ở nhà nhá. Và một lần nữa lại nhắc lại với mọi người, không biết là chị Linh có thể giúp em nhắc lại điều này không? Mình có thể mua được cá ngừ đóng hộp đông nguồn ở đâu nhỉ? Có thể mua được cá ngừ đông nguồn ở tất cả các trang thương mại điện tử ở Việt Nam, ví dụ như là Lazada hay là Shopee, Trendyol, Tiki nữa. Và đặc biệt là mọi người đừng quên truy cập vào trang Facebook của Đông Nguồn Việt Nam, mình sẽ để link cho mọi người bên dưới. Và nếu như mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.